Mẹ chào bọn nhóm nhóm ban hai hai nick cho một thôi ôn mở đọc đi step by step nâng nơi bộ nhóm mình gặp đi. Look at that guys, spring roll with shrimp and pork. Bộ hà thật you step by step, make sure you subscribe to the YouTube channel. Mình sẽ áp tới tại nhà bàn. Looks delicious. Stay tuned. Alo bọn bọn không, đại trong khơi nhóm được việc khỏi cả lối score ná. Đi đây cứ lắm chạm tận tới ấy. Dương bạch đặt tất môn nữa, dương lối score môn tẹp đây dương lắm chạm tất cả lần đặt tất cả lối tên. Hey, there we go. Chà cả lối score ná. Sugar in there first. Lối soi cả hôm ha, dương ai chạm tất trầy môn cả bán, chạm tất môn cả bán đây. This is a beautiful day outside, right? Evening. Bong come back from work. Yeehaw, there we go. Caramelizing the sugar. Tức đi, ở việc hòm, ở brown nữa nói, hai chàng chạm tật trồ tới, sẵn lành phần nát đặt phần nâng tật tật á. Chà, còn ở việc khlau chứ, tật khlau cho vi này. Almost brown. Rồi cả hòm tê, ôi vi trồ cho mùi tật trái, phải dừng chạm tật trái tầng tít tức, mà khát tới, vì khơi ảnh việc hòm này. Hòm hái, chạm tật lắm. Chạm tật tất cả việc hòm lại nữa. Chà. Nên vì lý mũi tập trái, bởi những đạp tập trái mùi khạp ấy nâng. Hai bờ nè, mình gọi cho chất nhằm tập trái á, ai đạm bờ bán á, hai cái loại score chân máu á. Hai nâng, vinegar, cô chma các bạn đấy, vinegar các bạn đấy. Chà, bạn nâng ai, hai đạp tạp thân tớ. Chà ní, bạn nâng ai hai á, hai dân lý tập thai máu chà. Hai nâng tập trái mắc cứ hai sát chà. Ở mê bộ bá thân á, tập trái phải em á. Bởi những đạp tập trái môn cứ việc thông khăn khuôn á. Chẳng nhìn phá tập sọp sọ. Dạ, phá tức sốt vì ọt thông khẩn này. Chẳng phê hay dân đã tức trái cầu hay đâm tức nó gọi phù. Phê dân chạm tức hái, dân ngọt tức nó gọi phù hóa chẳng bật phương ná. Phù hóa bật phương hái chà. Welcome to Bopha Kitchen. Chà, nè khi em xong chùm điệp xô phi chùm ngái, đó là ôn ôn nằm nhận mình tập ọc nè. Chà, ngày nay nè khi em làm phơ nam cháu, ôi nhận mình nằm ôn ôn mơ tập ọc nè. So nam cháu is spring roll, alright, healthy. Chà, hai cream song là bọn này khiếm mình đôi tỏ tới, này khiếm mình sạch chụp mà mình bày cho này anh em thu lề. Chà, mà bị này khiếm tinh cái plur sạch chụp máu, cắt về vô khả nhá ná, vô chà, vô mình bày. Chà, hai nâng sạch chụp, shrimp, nôm bánh chóc, hai nâng sạch bọt này. Ok, rice paper, nôm bánh chóc. Chà, hai chi nhưng mình là chi cam tế, nâng sàn chó, sàn đạch bằng đó. Salad, thả sọ, chả ní, cứ tìm mùi. Nghĩa màu tự sọ xoay. Nhưng mà có nói sọ rồi hái. Chả ở lần này, khi nhóm đã vô lại ổn mơ tỏ ạc nế. Mình nè khá xuống khi nhóm thả ổn khi nhóm cả lối ổn mơ trở lời, khi nhóm cả lối ổn mơ rồi ổn hái. Chẳng khi nhóm nâng vô khắp đặc nông này ổn mơ lần nữa. Trái nè khi nhóm quên, nè khi nhóm miến tự trái mùi khắp. Tự mẹ, vinegar mùi khắp. Score này khi ông ăn vô mùi khắp tơ còn lòi đuôi hai. Bà khóa khát ấy anh đã thay bán tiệt chà. Hai này khi ông miến garlic, chop garlic. Bà tê hắn, carrot chà. Chẳng bà khóa khát kia là việc chu. Nhưng anh đã khóa chma bán rư vinegar bà. Nhưng đã vinegar tức bán chu, đặt nông tú, bán rọc khai bà rồi chà. Hai tức này dùng tốc oi tới chết. Chẳng thơ bà đâu có đáy cứ ăn oi. Khi ông chập đám, ly tật ra oi mớ. Tức trái này khi mang cả loại score. Okay, that was the caramelized sugar we did earlier today. Muối. Bí. Bầy. Three cups. Tức máy. Chúng ở hai last one tức máy này. Mùi khác. On chú đã tức máy. Đã on chú đã Christmas time nè. Trái mùi khác tóc máu ai đạm sáng sụp môn rưu bị chê hay bán á bà pra bị chê ai đạm bị chê bà khiêm pram sáng sụp môn chà cái tóc máu bà nhậm đạ chà nít khiêm bàn chừng chừng chà ở chừng chờ gò lịch nít khiêm bàn chọc bụi ở hái tức vì thịt chê bụi hai bà tức đáo dùm ai đạm chô bán á gò lịch á vì là green đặt độc sật hay mật tế hay nắng carrot chà chà tân nắng ai cứ được xong là bọn mình nhắm hay lụa tớ quạt khát ấy đã tạm được nắng tiếng á và phía trên thì chú chật em nằm chú á chà em chú em
Chà khi bạn phụ hết khoát có tôi đặt một cặp chiên á, một cặp ở lại ấy bằng chân ngành chân chúng đặt xong bạc pi lập rịa bài tiết chà. Chú ấy bạn ở hết chá, thật mấy bạn ở hết khoát có hay bà ai bà giáo dục môn bị chênh ấy bán được nhiên á chả bán hết ngành hết score mà khắp chiên chả mà khắp chiên mình bán chả lỡ thực tây sầm rạp nhằm chỉ mùi nàn trái bán hay hết chân này khi ông nghĩ mà nhỏ sẽ chụp quýnh chụp đã ẩm bờ máu ẩm bờ lấy mà sập cà phê hay sạch chú đã trôn máu sao dịp hai mươi phẩy một tí anh nói chà bạn bàn hai chuyện nít khiêm nâng sâu và tọt màu ná chà tục cháu chân tới hai chế sát hai nít khiêm nâng nghiệm màu sâu nông mình chọc mà đòn chà lời nít nít khiêm chọc sâu mình được chọc sớm thưa tụi bây hai hai ngào sạch chú chọc mình chọc đòn chỗ máu tục cháo tới hủ tỏ bị tôn mình tén chám vô từ liền tật chà chưa chặt máu còn ở bị chọt này anh ấy nó bị chọt anh ấy sao sạch chứ luôn nó sọ bằng kia tiệt chà chà à lời ní chi sầm đây mình đó bạn sọ bụi hái khi mà tôi sọ bằng đây sầm xong đây bằng đầu này kìm sờ 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 lạp bằng liền rùi hơi, tật sọ bằng chất rùi hơi hơi tật tây có bằng huyết đá xong đây đấy mà tế khlát như công phê khlát nhá dân trời vô mà liệp nụng chán vì dân mù hơi cùng ôi việc sợt chàng chàng ôi cần dây có liệp tật mật ức ức đài khliên hơi nhưng xong dây đừng tật tây tịt tật tây ní dân cái loại sọ tới vì dân đã tật tây mùi khát tức khi như cái hôm xa đấy chàng chấm score bôi cáp lá tật tray bôi cáp tật bay cáp vinegar bôi cáp một cáp chiên chả vinegar một cáp chiên chung tre chỉ một cáp ở bên sọn tinh món á chả hay là tôm chop chop hay là một tê chop chop carrot chú đã chố hai chỉ sạch chả hay muối tiết bên này mình có ăn chả nhang tật tray ăn prà một sang sụp món nâng ẩm bờ chả nâng cái loại score chân tứ đặt đôi kia vinegar ấy chân tân á đôi kia chà chẳng bằng đôi kia chà cùng thấy thôi nhanh ở kia nhắn na và lớn sạch cho thầy hết cùng muốn sạch chân chán chà cho thầy lạc máu vậy nó mà ngồi vì chân mình tên chân vô tôi xong rõ đặt tật tật chẽ ôi rừng bếp ọt ngay đây rồi tôm là môn tôm là nuôi bê chứ à lần sạch chút nên khi ông bán chân hai à lần ý vô từ liền tật hai vô tới đã hàn ăn tập bản nhằm bảo à nice pork slice it hàng sàn sàn lắm anh ấy mình bên pre lay nè thu lay anh đi gặp chọc nhà mùi nó mới chọc cái chân anh đây chụp được trong bàn han rồi hái bằng kia có bàn ở đi rồi đái chặt han rồi đái chứ đi về trong mỏ bao ở chơi chặt mình tới về dừng đi máu khi bị stress đấy stress vậy chả hai mùi tiết ập ập đau tết về lại tôi còn ngon vậy học nia nè chà nên chặt đá phở san liền mà nhâm xong pì chà đặt pì ôi là hay and that's in warm water hot hot water pro bà ấy mà phải đi tụt pì chứ there we go chà sẽ đại dương trôi sọc á máu, đặt đại máu,
sprout. Chi máu. Mint and cilantro. Dạ. Yeah. Hai bọt vi máu. Bọt vi tiết máu. Dạ chấm. Hai đặt salad sẵn. Dạ bọt chấm vào nó. Mua máu, mua tăng máu. Nice. Nó thông tích, nó tụi nhau nhưng chỉ chất nhau thông. Hay complete liếp khánh á. Liếp khánh bằng vì vì ở sâu sật. Chà. Ê, môi hai, lọ tê chà. Lọ nè chà. So first thing is soak. Papi ni ni nhom vi tuich pe. Chan. Chan. Dak ma. Dak ki. Dak hai bi mun. Dak shrimp mun ma. Shrimp. So you do chicken if you want, or you don't want to do pork, yeah, you can do whatever you want. I do, I love shrimp. Okay, that's it. That's it. That's it. That's it. That's it. Chọc nó. Hai chí Trencho đặt cho nó. Chà, hai bọt bên mà nó. Bọt bên chân máu. Nâng sweep nhưng thơ hơi nhạt. Chà, chân đó nó. Hai, đặt sẽ lập dân máu. Đặt bên lời chân mà nó. Đấy, chọc vị chân máu, roll vị tân máu. There's a different method of rolling it, so that's just one way. Yeah. Look at that. Voila. Very nice. Yeah. All right, I can learn how to make this here, so the pro is going to show me. The pro. Okay, uh-huh. The sign, chá, bật chá. Like that, okay. Đấy, bật chá. Nhâm nhạc sạch chú á. Don't forget the one on top after that, yes. Chá, ôn nhạc sạch chú tê, mà bị ôn ọt nhạc seafood. Đã sạch bị lưu chai máu. Hãy chọc vô tớ. Roll. Nguồn nàn máu. Nice. Mm-hmm. Pretty simple. Yeah. It's pretty big. Đặt khoảng tiếng mắt vào vị chúa. Voila, okay. I can try next year. Let me try. Okay. If I can do it, you guys can do it too. Okay. Alright. You're more lighting? You're more lighting. More lighting. More lighting. Rồi thật là thịt kia. Yeah. Alright, gonna soak this in warm water, semi hot water here. Very good. How's your little chicken? Okay. Voila. Okay. Put one right here. First thing is the shrimp. No shrimp, bán thử pork anh em ơi. Oh, that's a bit of it. Pork anh em ơi, nhưng tôi cắt pork nhỏ nhằm chơi. Alright. Đã trong cái đào mà nó thành cái đào. Yeah. Yeah. Mm-hmm. No. Cái đào. Chúng ta sẽ bóp cho nó. Bóp nó các bạn này. Hay nếu mà sẽ lạp tụi đi. Hay. Nó đặt cái upside down too, hả? Yeah. Sọ. Cucumber. Nó bị chọc vô hai tụi mà nó là tụi đó. Nó bị chọc vào đi bán. Hay sẽ đánh vào đó. All right. A little bit of bean sprout and some mint. Hi hi, mà chôm chán à, chán tính thamay phong. Mày cut out a chit of memory. I have to reset it. Nhi thua nhằm family, đoàn chân tơ mà chăm sát im mán tế oi ta hai chà. Rịp máu. Yes. Nhưng chai phu tỏ biển chân. Wow. Good. Ooh.
chân máu hay thật sọ máu hay xong đại bằng đó dạy đó với dân sọ á mà nó sụ thơ mà rừng tơ nhẹ nháy bạc phê khó phê phát lúc bọ này. Yeah, so it's a fun family activity, you get the kid involved to learn how to make this too. Mm-hmm. So definitely nice. Okay, hãy thử chá máu nhé. Chá. Hãy đặt salad máu. Wow, those are some big ones. It's okay, ôm nhằm tóc ổn. Yeah, it's healthy. Chá chân máu nè nhé. Okay, hãy. Hãy. Yeah. Rô máu. There we go. Very nice. So we're gonna start eating here soon. Thực bị bày tết nhám rồi. Okay, nó lại cho bạn. Nam chào được bọn nick nhóm. Ban hai hai nick cho một thôi. Ở ổn mở đoạn clip step by step. Nên người phụ nữ mình gặp bọn nick. Look at that, guys. Spring roll with shrimp and pork. Bob, how to use step by step. Make sure you subscribe to the YouTube channel. Looks delicious. Stay tuned. All right. Finally done. Woo, let's celebrate here. One of my favorite drinks here is this red grape. Non alcoholic. Non alcohol sparkle drink. So I'm excited. This is a healthy, very healthy spring roll. Like I mentioned before, those of you who don't like pork, you can use chicken. And the shrimp. Shrimp, you don't like seafood, you don't eat shrimp either. You can eat. Nhưng mà chưa chặt seafood thế, chưa chặt đi pork. Okay. Là pork. Mùi này cứ chạy. Huge. Yeah. I didn't see no. Nhưng chưa chặt thơm mặn thơm thơm đằng cái ấy. However suit you. Wow, nhanh. Yes. Hey, cheer. Alright, let's dig in. Yes. So the sauce, Bopha made that. Looks good, smells good. Oh yeah, look at that. Very nice. Mm-hmm. Yes. Oh yeah, seafood, the shrimp. I like when the shrimp stick out like that. See that? Okay. It looks good, honey. Not bad. No. Yeah. So good. Chừng nhang pi ở sạt tơ vinh. Nhang pi sạt. Wow, that's good. So đại bắt đầu, sau đó là chiên. That sauce right there. Ở bên đại á, bên đại bị chiên đại á, sao không có đại đại? Pure, from caramelizing the sugar, put it all together with the chili pepper, a little bit of what else you got in there? A little bit of carrot in there and some ooh, what is that? Peanut. Yes. So good, guys. One more bite here. Nhưng ai đã lập tâm chọc cho mua salad bán này kia chà. Ở phía chà. Lên lên cái phía. Wow, looks like this here. You can get dirty, it's okay. You clean third one already, wow. Mm.
Left over shrimp here. Wrap it in there. So I don't put leg. Wow. Nhâm nhâm ọc ràng. Wow. Lắp ăn bấy đó. Chúng ngay như tập tế chúng ngay mình tên. I'm just trying to finish one here. You didn't finish one yet? No, that was one. Wow. And my second one. Okay, we try this side first. Here we go. Wow, cay nhá. Cho mình cay. Mà chỉ hiếm ở hả? Yes. So guys, as usual, if you did like the video, make sure you smash that like button. And those of you not subscribed to the YouTube channel yet, please subscribe to the YouTube channel. That way we'll bring you more video in the future. Yeah. Ahkun so much for watching. Happy eating. Happy eating. This is so healthy. Like I said, you can use any kind of veggie or, well, veggie or meat or whatever you want, okay? Just mix it all together. At least Bopa show you the basic way of making it. There's many ways to make this. All right. Tomorrow's Friday. Well, I guess by the time you post this, it'll be Friday morning. So, enjoy your Friday, everyone. Ahkun lehai. But dinner, not dinner, yum. Yes, healthy. Yeah. I got it. Oh. Get my six pack back here. It bonus. Beat it. Wow. I'm trying to finish my second one here. Fire that, yum, chit chit yum. All right, lehai. Enjoy. Wow. Yum, yum, pram. Bopa ate 5, I'll yeah. ate 2. You know why? Because I ate like some... But pram, I had some dinner right after work. Pram. Pram even. You ate 5 of this big, huge one. Wow. Yeah. It's so good, honey. I would eat 5 too if pram. I didn't had yeah. dinner earlier. Mm-hmm. Very nice. I could... Oh, my God. Look at that. That's all we had left between us two. Oh, my gosh. Cheer. Goodbye.